Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh của tôi. Thì hôm nay tôi sẽ tiết lộ một cái bí mật mà từ đó tới bây giờ những người buôn bán họ có những cái chiêu trò tâm tí như thế nào để làm giảm cho số ký nó nhẹ đi, để mà ăn gian những cái ký này nha các bạn. Đây, đây là một cái cân 5 ký. Thì nó chỉ là một cái cân bình thường thôi, nhưng nếu mà người bán hàng họ có chiêu trò thì nhất định cái cân này nó chênh lệch một vài ký. Còn nếu đối với những cái cân mà 50 ký hay 100 ký hay 150 ký thì nó sẽ chênh lệch rất là nhiều nha các bạn. Nó sẽ chênh lệch tầm 10 ký nha các bạn. Rồi, bây giờ tôi sẽ để đây và tôi sẽ cân thử cho các bạn xem số ký thật của nó. Cái cân này hiện tại tôi chưa đụng tới, tôi chưa làm gì nó hết các bạn. Rồi, tôi sẽ để một cái máy khoan lên đây. Rồi, bây giờ nó chính là một ký chính nha các bạn. Rồi, tôi sẽ lấy xuống và sau đó tôi sẽ quay lại. Đây, đây là một cái cọng nhôm. Nếu sử dụng những cái chiêu trò như thế này á, thì họ sẽ sử dụng một cái cọng thép mỏng hơn cái này chút xíu, vì cọng thép á, nó có độ đàn hồi, nó sẽ uốn cong và nói chung là nó sẽ có đàn hồi rất là dễ. Nhưng ở đây tôi chỉ có một cái cọng nhôm này thì tôi sẽ làm theo cái kiểu cọng nhôm để cho các bạn thấy là trên thực tế cái cân những người bán hàng họ trẻ chiêu trò như thế nào nha. Ở đây nó có hai lỗ, thì bây giờ tôi sẽ chọt cái này vô. Sau đó tôi sẽ quay cái cọng nhôm này cho nó hướng lên và tôi bỏ cho nó lọt vào trong đây luôn. Rồi, như vậy không ai thấy hết các bạn. Rồi, bây giờ tôi sẽ bỏ cái khoái khoan lên. Bây giờ nó chỉ còn được 1.6 thôi các bạn, tức là nó đang bị mất 300g nha các bạn. Đối với những cái cân mà nhỏ như thế này á, thì họ bùa phép để cho cái cân nó chênh lệch từ 2 đến 300g. Còn nếu mà đối với những cái cân mà 50 kg trở lên thì nó có thể chênh lệch tầm 10 ký đổ lên nha các bạn. Rồi, bây giờ tôi sẽ lấy ra và tôi sẽ mở bên hông này ra cho các bạn coi. Là cái cây nhôm hồi nãy á, tôi đút vô, nó có nhiệm vụ cản trở cái cân như thế nào mà bị mất đi đến 200-300g nha các bạn. Đây, các bạn hãy nhìn kỹ nha. Bây giờ mình sẽ quay gần để cho các bạn coi. Rồi, bây giờ các bạn nhìn đi. Cái cọng nhôm này lúc nãy mình đã sọt từ sau lưng ở đây tới và sọt vào trong cái lỗ bên đây đó, và nó đi xuống dưới đây đó, là bây giờ nó sẽ ngăn cản cái cân này khi chúng ta cân cái gì đó xuống đó, các bạn thấy không, nó sẽ cản lại và khiến cho cân nặng bị mất đến từ 2 đến 300g đó. Ở đây tôi không có một cái cọng thép co giãn cho nên là tôi phải dùng đến cái cọng nhôm này, nhưng nếu có cọng thép thì nó sẽ co giãn rất là dễ, nó sẽ có độ đàn hồi cao hơn và đương nhiên là cái tỷ lệ mà ăn gian nó sẽ cao hơn các bạn, nó sẽ chính xác hơn, cho nên họ sẽ ăn gian các bạn như thế đó. Rồi, bây giờ tôi sẽ rút ra đó. Và một cái chiêu nữa các bạn, khi họ có thể tháo cái cân ra rồi, họ tháo cái cân hai bên hông này ra, nó có cái chì bóng bên hông của cái cân này, thì cái đó nó cũng đơn giản thôi, họ có thể cắt cái chì đó và họ có thể mua cái chì khác để bấm vô, cho nên cái việc đó là cái chì không quan trọng. Đây, các bạn nhìn ở dưới đây, nếu họ tháo được hai bên hông và họ sẽ mua một cái lò xo nó có độ đàn hồi mỏng thôi và họ chim nằm ở giữa đây đó, họ sẽ đặt từ ở dưới giữa đây và cho nó đội lên cái miếng sắt này, nó sẽ đội lên như thế này nè. Thì khi mà mình cưng cái gì đó xuống thì nó sẽ đụng cái lò xo ở dưới đây, sẽ khiến cho cái cân bị giảm cân nặng và như thế là các bạn sẽ bị ăn gian vài trăm gram đó, các bạn thấy không.
Đây chính là cái chiêu trò của những người bán hàng ngoài chợ. Nếu như các bạn thấy video này hay và hữu ích thì các bạn hãy cho tôi một like, một chia sẻ và một đăng ký để ủng hộ kênh của tôi. Và tôi sẽ cố gắng làm những video hay hơn, những cái mẹo và những chiêu trò, hay là nói chung mẹo đời sống hữu ích trong cuộc sống, sẽ gửi đến các bạn những cái mẹo hay nhất mà tôi biết được nha các bạn. Video của tôi đến đây là hết rồi. Xin chào các bạn.